Rồi, mời cả nhà đi ăn cơm Nhật nha. Ngắm phá cơm Nhật có gì đặc biệt không nha? Japanese chicken này, Yoshinoya. Khám phá nhà hàng Nhật có gì đặc biệt không? Đây, phía trước đường Shisha. Đây đó, nhà hàng Nhật đó, kiểu Nhật cái giống như cái chùa vậy đó. Đây. 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 Trời hôm nay nắng đẹp. Bên kia là Ba Bà. Một cái nhà hàng bên đây nữa. Đó. Rồi. Này có right room nha, có chỗ. Đây. Khám phá nhà hàng Nhật. Mình go inside nha các bạn. Go inside có cái gì đặc biệt không? Inside nhà hàng. Trước mắt là bên này là red room. Này đồ nước uống nha. Mình tự tiêu tự uống luôn. Đây. Rất là đẹp. Sạch sẽ. Đó. Trên trần. Nước uống miễn phí nha các bạn, mình không bỏ thay đổ ra đó, cái này mình uống nước khác thôi, nó là miễn phí, review bao nhiêu cũng được hết trơn. Ok, nước uống miễn phí luôn, nước chanh, nước coca, nước gì đó, Pepsi, đủ thứ nước. Buổi đời cứ mơ được mía luôn đó nè. Ngon quá, ngon quá. Đây, đây các bạn. Cơm Nhật cái gì đặc biệt không? Trước mắt có gừng. Đó, đây nữa. Từ gần thì xuống thôi, không có rụng mặt. Đây, cơm hộp ngon. Cố làm đi ăn thôi. Này, cái bảng có giá này chứ, mình phải quay giá cả rồi vô chứ. Đó, giá cả nha, giá cả. Tám đồng Mỹ đây nè, này chín đồng, người Nhật mà, món này là món gà cay cay, nhà hàng mình chào mà, Yoshinoya, đọc vậy không? Yoshinoya. Không, mình đọc vậy nó không đúng. Mình đọc cái âm nó phải nặng nặng hơn chứ. Yoshinoya. Yoshinoya. Phải đọc vậy mới đúng. Nè. Chỉ có ở Mỹ mới refill nước các bạn. Uống hết rồi refill rồi 100 lần cũng được. Không đủ sức để uống. Chứ bên châu Âu cũng không có vậy nha. Mua một lần sau muốn lấy nữa là mua tiếp. Còn ở Mỹ thì mình cứ review cái máy nước cho kia các bạn. Để chị đây. Máy
nước này. Đây, cái này là đá này, cái này là đá này. Đó. Đó, đá đó. Còn nước nữa. Nước Pepsi, nước dầu, nước gì cũng có nha. Nước chanh là nước đó. Còn này cái nắp. Này ống hút. Còn muốn refill như refill. Bên đây nè, bên này trà Lipton nè. Cái Red Room bên này người ta hạn chế người ngoài vô đi nè. Có số, mã số. Vô này xin cái số mình đi được. Oh, sorry. Yeah, thank you, you're welcome. Vậy đó. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha.